Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 6 tháng 9 năm 2018, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8. Chặng đua cá nhân tính giờ, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018. Hiệu quả từ chương trình trao bò giống sinh sản cho hộ nghèo vùng thường xuyên bị thiên tai. Điều tra đối tượng xông vào trụ sở kiểm lâm đánh người. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 để đánh giá tình hình công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm 2018. Dự phiên họp có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện một số sở ngành có liên quan. Tháng 8 năm 2018, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Kết quả giám sát cho thấy tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì phát triển ổn định trên các lĩnh vực. Một số chỉ tiêu như sản xuất nông lâm ngư nghiệp, thương mại dịch vụ, tổng thu ngân sách tăng khá so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp còn đã thấp so với kế hoạch. Việc thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã được các sở ngành triển khai khẩn trương, nghiêm túc đối với một số nội dung như định giá đất của các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới, nguyên tắc tiêu chí phân bổ nguồn vốn sự nghiệp, tăng cường quản lý hoạt động mua bán vận chuyển, tàng trữ sử dụng pháo trái phép. Đối với thực hiện giám sát, khảo sát chuyên đề, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đoàn giám sát ban hành đề cương giám sát chuyên đề về công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2020. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh, ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch giám sát và các văn bản giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, giám sát tình hình sản xuất và tiêu thụ gạch không nung, xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề tình hình thực hiện xây dựng quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến năm 2017. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã chỉ ra một số vướng mắc tồn tại và bàn các nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tiếp tục giám sát thực hiện trong thời gian tới. Kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao việc thực hiện khẩn trương các kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 7 của các sở ngành để triển khai có hiệu quả hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội để chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chỉ đạo các sở ngành liên quan thực hiện nghiêm túc các kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 7. Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh ngoài việc giám sát, khảo sát theo những nội dung đã xác định thì cần xem xét theo dõi thường xuyên tổng quan các lĩnh vực mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra, theo dõi các kết luận khảo sát, giám sát thuộc lĩnh vực của từng ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như giải quyết các vấn đề nảy sinh một cách có hiệu quả. Sáng nay, ngày 6 tháng 9, tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra chặng năm đua cá nhân tỉnh giờ trong khuôn khổ giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018. Chặng đua này được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam và kênh QBTV Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Đến dự lễ và trao giải cho các vận động viên có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Với lộ trình đường đua 10 km dọc tuyến đường ven sông Nhật Lệ từ Quách Xuân Kỳ, Nguyễn Du, Trường Pháp đến trước khách sạn Việt Lào, sau đó vòng về đích trước khách sạn Cosco, 81 cua rơ tham gia giải đã hoàn thành xuất sắc chặng đua cá nhân tỉnh giờ. Mặc dù đường đua ngắn nhưng là thách thức không nhỏ dành cho tất cả các cua rơ, vì ở nội dung cá nhân tỉnh giờ đòi hỏi cường độ thi đấu rất cao trong suốt quãng đường tranh tài. Ghé thăm Quảng Bình này rất là nhiều nhưng mà lần đầu tiên là tham dự chặng đua cá nhân tính giờ đây. Ở thành phố Đồng Hới này là khá là đẹp, có bãi biển chạy dài. Điều thực sự đặc biệt với các vận động viên đó là trải nghiệm cảm giác cuộc đua của riêng mình để thể hiện tài năng ở chặng đua nước rút. Ở chặng 5, Quarter Low-X Diriax đội Ba Lai Đồng Nai có thành tích xuất sắc nhất chặng với thời gian 12 phút 19 giây 46. Xếp thứ hai là Sadapet Xavier đội Hạt Ngọc Trời
với thành tích 12 phút 25 giây 32 và Trình Đức Tâm đội hạt Ngọc Trời xếp thứ 3 với thành tích 12 phút 58 giây 86. Sau 5 trận thi đấu, quân rơ Nguyễn Đắc Thời đội câu lạc bộ Hà Nội đang giữ chiếc áo vàng Trung Quốc và áo trắng. Chiếc áo xanh thuộc về David Van Es đội Global Cycle Team. Quân rơ Enzosua Cardino đội Philippine Navy đang giữ chiếc áo chấm đỏ. Em rất là vui khi đọc chí có vàng ở trận 5, ở trận cá nhân tính giờ là sau 5 trận đọc chí vàng, em rất là vui và xin gửi chiếc vàng những thắng này đến ba mẹ em. Tham gia trận đua cá nhân tình giờ tại thành phố Đồng Hới, các quân rơ đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương ở hai bên đường đua, cũng như sự quan tâm theo dõi của khán giả cả nước thông qua chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Qua đánh giá của ban tổ chức và các vận động viên thì công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Bình chúng ta là được đánh giá rất cao. Và họ rất ấn tượng về cái chặng đua của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình chúng ta. Thì hình ảnh của Quảng Bình, của Đồng Hới, của dòng sông Nhật Lệ hiền hòa đã tạo được cái ấn tượng mạnh trong lòng khán giả cả nước và đặc biệt là ở nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, đây là lần đầu tiên chặng đua cá nhân tính giờ trong khuôn khổ giải đua xe đạp quốc tế được tổ chức tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ở chặng đua này, các quân rơ đã vượt qua chặng đường gần 10 km dọc bãi biển Nhật Lệ của thành phố Đồng Hới. Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả địa phương là động lực giúp cho các vận động viên hoàn thành tốt chặng đua của mình. Qua đó, những địa danh lịch sử, văn hóa cũng như con người Quảng Bình thân thiện, mến khách đã được giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế. Sáng ngày 6 tháng 9, giải sẽ tiếp tục diễn ra chặng thứ 6 từ thành phố Đồng Hới đi thành phố Huế với chiều dài 159 km. Sau đây là những hình ảnh ấn tượng của chặng 5 cá nhân tính giờ tại thành phố Đồng Hới. Xuất phát lướt đi nơi thủ đô, thanh thản đi qua xứ Thanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Qua bao cây số đất Quảng Bình, sông Hương trôi đến đất Quảng Nam, Quảng Ngãi Phú Yên vẫy chào. Từng cây số những chặng đua, từng hàng cây những khúc cua, cùng vươn lên giành áo vàng chiến thắng. Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018, từ đầu năm đến nay, huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung bám sát cơ sở để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chỉ tiêu đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Đến thời điểm này, huyện Quảng Trạch đã thu hoạch được khoảng 90% diện tích lúa vụ hè thu năm 2018, năng suất ước đạt 52,5 tạ trên 1 hectare. Các địa phương đã hoàn tất thu hoạch tôm vụ 1 và đang tiến hành thả nuôi vụ 2. Một số chỉ tiêu trên các lĩnh vực cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Xác định tháng 9 là thời gian mưa bão, nên huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan tập trung chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và các loại cây trồng vụ hè thu, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản có biện pháp phòng chống, bảo vệ ao hồ trước mùa mưa lũ, chỉ đạo các địa phương kiểm tra, phát hiện các sự cố, kịp thời có phương án gia cố đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão. Cùng với đó, huyện Quảng Trạch cũng chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai thực hiện công tác dồn điền đổi thừa, tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn, triển khai thực hiện tốt chương trình năm học mới 2018-2019. Hôm qua, ngày 5 tháng 9, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn đào tạo nghề nhằm phổ biến một số nội dung cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao năng lực, kiến thức, giám sát đào tạo nghề cho đội ngũ cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh năm 2018. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 học viên là cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn toàn tỉnh. Các học viên đã được tiếp thu những nội dung cơ bản về quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Thực trạng giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Việt Nam và tỉnh Quảng Bình. Một số chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Bình trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tiến tới đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở các nội dung đã được tập huấn, các cấp hội sẽ tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật những kiến thức mới về đào tạo nghề, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên cựu chiến binh, nhất là ở các khu vực nông thôn, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển,
hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Đồng thời qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với các phong trào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để giúp các hộ nghèo vùng thường xuyên bị thiên tai có điều kiện phát triển sản xuất, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện đề án hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2018. Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, đề án đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giúp cho các hộ dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đề án hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2018 tiến hành trao 1.000 con bò giống sinh sản cho 1.000 hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh với tổng trị giá 15 tỷ đồng. Nguồn hỗ trợ này được trích từ quỹ cứu trợ tỉnh. Đề án được triển khai nhằm mục tiêu hỗ trợ cho các hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cải tạo đàn bò, qua đó thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Ngay từ khi triển khai thực hiện đề án, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đề án nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai và minh bạch ngay tại cơ sở. Trong hai năm 2017 và 2018 thì Mặt trận thị xã đã triển khai một cách tích cực và đồng bộ đến tất cả các đoàn thể trong hệ thống chính trị, và đặc biệt là trong quá trình ra soát các đối tượng theo đúng với đề án, rồi có phân công trách nhiệm cho cả tổ chức đoàn thể, ví dụ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân và hội cựu chiến binh trực tiếp đảm nhận các địa bàn, rồi các hộ có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là các hộ trong đối tượng. Rồi để phối hợp với trung tâm giống vật nuôi cây trồng của tỉnh, rồi thú y của thị xã và phòng kinh tế của thị xã hướng dẫn, rồi tập huấn chuyển giao kỹ thuật, rồi đồng thời là trong quá trình nuôi thì cán bộ thú y thường xuyên theo dõi cái dịch bệnh với sự phát triển của đàn bò. Phải khẳng định rằng là trong 2 năm vừa rồi thì cái đề án 85 thực sự đã đi vào cuộc sống của cái hộ nghèo ở vùng thiên tai, đã mang đến cái nguồn lực mới và sức sống mới cho cả cái hộ nghèo để vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Ban công tác mặt trận các khu dân cư đã tiến hành ra soát, tổ chức họp bình xét các đối tượng nằm trong diện triển khai thực hiện đề án. Đồng thời, tập huấn kiến thức về thú y và phổ biến các nội dung liên quan đến hợp đồng trách nhiệm, yêu cầu về chuồng trại nhằm phát huy có hiệu quả nguồn hỗ trợ từ đề án một cách lâu dài và bền vững. Qua kiểm tra chúng tôi thấy là các gia đình rất là phấn khởi. Chuồng trại là xây dựng là đảm bảo hợp vệ sinh và đúng theo quy chuẩn tiêu chuẩn của xây dựng nông thôn mới, và bước đầu các hộ rất hồ hởi và tin tưởng vào cái chương trình hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận tỉnh. Trong khuôn khổ triển khai thực hiện đề án, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình thực hiện chương trình truyền hình thực tế tiếp sức cho người nghèo vùng thiên tai. Đây là chương trình truyền hình thực tế được đầu tư khá công phu và có tính tuyên truyền sâu rộng, thu hút sự quan tâm theo dõi của cả các lớp nhân dân. Khi nhận được bò thì em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mình có thêm nguồn thu nhập để cho nuôi con ăn học. Chương trình là rất có ý nghĩa và giúp cho những người nghèo vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Qua một năm triển khai thực hiện đề án, đã có hàng trăm con bò giống sinh sản được trao tận tay cho các hộ nghèo. Đây vừa là nguồn sinh kế, vừa là nguồn động lực để các hộ gia đình nghèo vươn lên thoát nghèo. Hôm nay tôi rất là vui mừng được nhận được con bò rất là đẹp. Và tôi xin cảm ơn chương trình đã tài trợ cho tôi một con bò để sau này tôi cố gắng nuôi dưỡng thật tốt để xóa nghèo bền vững. Quảng Bình, khúc ruột miền Trung, mỗi năm phải oằn mình gánh chịu những thiệt hại hết sức nặng nề do thiên tai gây ra. Thấu hiểu được nỗi đau và những khó khăn vất vả của người dân vùng thường xuyên bị thiên tai, năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng và triển khai đề án số 85 về hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2018. Đề án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền các cấp và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Bởi đề án sẽ mang lại cho 1.000 hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh có điều kiện để vươn lên thoát nghèo.
Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Điều tra đối tượng xông vào trụ sở kiểm lâm đánh người. Bộ tài chủ trồng xây dựng chuỗi nông sản an toàn. Công an huyện Tuyên Hóa đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một đối tượng xông vào trụ sở hạt kiểm lâm Tuyên Hóa gây rối và đánh người bị thương. Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 5 tháng 9, đối tượng Phạm Xuân Ngư ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa đã lái xe ô tô xông vào trụ sở hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa gây gổ chửi bới. Khi ông Nguyễn Thế Sơn, hạt trưởng hạt kiểm lâm ra khuyên ngăn thì bị đối tượng này hành hung khiến ông Sơn bị thương. Theo công an huyện Tuyên Hóa, đối tượng này xông vào trụ sở hạt kiểm lâm khi đang trong tình trạng say rượu. Sau khi gây gổ đánh người, Ngư bị ngã, mất nhiều máu, phải vào bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa điều trị. Điều đáng nói, cách đây hơn một năm, Phạm Xuân Ngư chính là đối tượng từng dùng hung khí gồm đá và kiếm tấn công trụ sở đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 thuộc chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình. Hiện công an huyện Tuyên Hóa đang điều tra làm rõ vụ việc. Vào lúc 11 giờ 30 phút hôm nay, ngày 6 tháng 9, trên tuyến quốc lộ 12A thuộc địa bàn xã Dân Hòa, huyện Minh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe container. Do quá bất ngờ và không kịp xử lý, một xe tải chở hoa quả khác đã va chạm với xe chở đá ngay tại hiện trường. Theo đó, xe khách do tài xế Trần Văn Thàng sinh năm 1975, phường Đồng Vinh, thành phố Vinh, Nghệ An điều khiển xe khách đang lưu thông theo hướng Cha Lo, Khe Ve. Khi đi đến địa bàn xã Dân Hòa, huyện Minh Hóa thì bất ngờ tông vào xe container kéo theo rơ móc biển kiểm soát 34R00844 do anh Nguyễn Phúc Hải sinh năm 1990, thường quân Kinh Môn, Hải Dương điều khiển. Ngay lúc đó, xe tải chở hoa quả mang biển kiểm soát 37C10648 do anh Võ Châu Tuấn điều khiển sinh năm 1960, Minh Xuân, Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An đang lưu thông theo hướng Cha Lo, Khe Ve khi tới đoạn đường vừa xảy ra tai nạn. Do tầm nhìn bị hạn chế và quá bất ngờ không kịp xử lý nên đã va chạm với xe tải chở đá. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, thì tổ công tác địa bàn đồn biên phòng Sa Mai, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã kịp thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bảo vệ hiện trường, đồng thời điều động 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu người bị nạn. Bệnh nhân nặng được chuyển ngay về bệnh viện Quy Đạt huyện Minh Hóa, bệnh nhân nhẹ được đưa về trạm xá quân dân y kết hợp bản Bãi Dinh để cấp cứu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác. Xác định công tác đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa bão là nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã đẩy mạnh việc kiểm tra các hồ đập thủy lợi và các tuyến đê kè xung yếu trên địa bàn. Huyện Quảng Trạch hiện có 29 hồ đập thủy lợi và 9 đập dâng cùng nhiều tuyến đê ngăn mặn giữ ngọt. Trong đó, 25 hồ đập thuộc huyện quản lý và 4 hồ đập thuộc tỉnh quản lý. Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, hàng năm vào đầu mùa mưa, huyện Quảng Trạch đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án an toàn hồ đập, chỉ đạo các đơn vị địa phương, kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cụ thể theo tình hình thực tế, tổ chức kiểm tra, tu bổ hồ đập, các tuyến đê kè sung yếu. Bằng những nguồn vốn từ đầu năm đến nay, huyện Quảng Trạch đã đầu tư gần 7 tỷ đồng để tu sửa các hồ đập bị xuống cấp. Trước mùa mưa bão năm nay, huyện Quảng Trạch đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị địa phương đảm bảo an toàn hồ đập, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phòng chống thiên tai, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này nông dân huyện Tuyên Hóa đang tích cực ra đồng khẩn trương thu hoạch lúa vụ hè thu. Vụ hè thu năm nay, huyện Tuyên Hóa chuồng giống 764 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa TB108IR504HT1. SV186. Đây đều là những giống lúa có khả năng thích ứng với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương cho năng suất sản lượng cao. Để đảm bảo vụ mùa thắng lợi, ngay sau khi thu hoạch trong vụ đông xuân, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương hướng dẫn cho bà con nông dân chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về giống, vật tư phân bón, tích cực tu sửa hệ thống canh mương thủy lợi, chủ động nước tưới tiêu cho cây trồng, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và có biện pháp ứng phó kịp thời với sâu bệnh hại lúa. Hiện nay, nông dân huyện Tuyên Hóa đã thu hoạch trong trên 50% diện tích. Trong những ngày tới, các địa phương sẽ tăng cường chỉ đạo cho bà con nông dân thu hoạch, đảm bảo xong trước mùa mưa lũ năm 2018.
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến nông lâm thủy sản là một trong những vấn đề được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm, bởi đây được xem là khâu then chốt quyết định chất lượng nguồn thực phẩm cũng như tính an toàn trong sử dụng thực phẩm. Chính vì vậy, từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời lấy mẫu để phân tích đánh giá chất lượng nông lâm thủy sản đang sản xuất và tiêu thụ trên thị trường. Qua công tác kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông lâm thủy sản, đoàn kiểm tra đã phát hiện một số cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, kinh doanh các sản phẩm hàng giả không đảm bảo chất lượng, sử dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép, dùng tạp chất để bảo quản thực phẩm. Ngoài ra, đoàn kiểm tra đã lấy 268 mẫu nông lâm thủy sản để kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra phân tích, kết quả đã phát hiện một số thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, như thực phẩm vẫn còn nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng giới hạn cho phép, sử dụng cả chất phụ gia không đảm bảo chất lượng. Để đảm bảo chất lượng các mặt hàng nông lâm thủy sản, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành hỗ trợ các mô hình sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm, như mô hình sản xuất rau sạch theo hướng Việt Gáp, hỗ trợ xây dựng các điểm sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn, hình thành chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi đang là hướng đi mới giúp người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững. Với một địa phương như huyện Bố Trạch, nông nghiệp vẫn đang phát triển với quy mô nhỏ, manh mún, thì sự liên kết lại càng cần thiết, nhất là liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa. Những bước đi ban đầu cho thấy huyện Bố Trạch đang nỗ lực để xây dựng các mô hình chuỗi nông sản an toàn, hướng tới xây dựng mỗi xã mỗi sản phẩm. Trên địa bàn huyện Bố Trạch, bước đầu đã hình thành một số sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, mang lại hiệu ứng tích cực trong sản xuất, như nuôi lợn thịt liên kết với tập đoàn CP của Thái Lan, sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu, sản xuất rau an toàn, trồng ngô lấy thân. Tuy nhiên, việc sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Bố Trạch nói riêng mới chỉ dừng lại ở từng công đoàn riêng lẻ, chưa hình thành được mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm một cách bài bản, có tính bền vững lâu dài. Đặc biệt có tình trạng người sản xuất phá vỡ liên kết khi giá sản phẩm gia tăng đột biến, tự ý bán phá giá cho các thương lái khác khi giá bán cao hơn. Câu chuyện về bao tiêu sản phẩm đối với cây ớt trước đây chính là bài học về mối liên hệ giữa doanh nghiệp và nhà nông trước biến động của giá cả thị trường. Việc chưa dự đoán được đầu ra nông sản, thiếu thông tin trên thị trường dẫn đến hiệu quả tình trạng được mua mất giá, ít thì thiếu mà nhiều thì thừa. Khâu tiêu thụ sản phẩm thì còn gặp cái khó khăn mà hiện nay cũng đang còn có những cái loay hoay trong cái việc tháo gỡ cái vướng mắc này. Thì vừa rồi huyện cũng đã tham gia cùng với đoàn của Sở Nông nghiệp để nghiên cứu học tập một số cái mô hình để tạo cái chuỗi liên kết trong, đặc biệt là tạo chuỗi liên kết trong cái sản xuất nông nghiệp. Và hiện nay cũng bước đầu đang đàm phán để tiếp tục ký kết một số cái hợp đồng bao tiêu sản phẩm và tiến tới thực hiện đầy đủ theo cái chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm. Hiện nay những chuỗi sản phẩm mà huyện Bố Trạch đang xây dựng chủ yếu là thực phẩm sạch và nông sản an toàn. Cụ thể là chế biến nông sản theo dây chuyền công nghiệp, hoàn toàn không hóa chất, không chất bảo quản, liên kết với người sản xuất theo hình thức tạo vùng nguyên liệu, hỗ trợ người sản xuất về tài chính cũng như tập huấn chuyển giao kỹ thuật. Theo quy hoạch, huyện Bố Trạch ưu tiên phát triển các sản phẩm ở những địa phương dọc tuyến quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh như dầu lạc Phong Nha, nguồn son, nước mắm Nhân Trạch, ổi Hưng Trạch, tiêu Phú Quý. Đây là những sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng mở, gắn kết được các hoạt động sản xuất nông nghiệp với chế biến nông sản, đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt là làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch. Hiện nay huyện Bố Trạch đã có 14 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trong những năm lại đây, lượng khách đến tham quan về Phong Nha nó tăng số lượng tương đối là đông, và khi khách đến đây thì có nhu cầu về dịch vụ ăn uống, và đặc biệt là cá lồng trong son là một loài cá được bà con nuôi với hoàn toàn tự nhiên 100%, chất lượng rất là tốt và giá cả cũng phải chăng. Và đây là cũng là một cái sản phẩm đặc trưng của địa phương, do vậy là vừa đối với chính quyền địa phương rất quan tâm đến vấn đề này trong những năm qua,
thì nghề nuôi cá lồng của bà con phát triển rất là tốt, đa dạng hóa cái sản phẩm, không những cá trống mà còn nhiều loài cá đã được đưa bà con của nông dân của xã Sơn Trạch đưa vào nuôi để phục vụ cho du lịch. Bà con đa số ở nơi đây là chủ yếu là trong nhiều lạc, mà nguồn thu nhập của bà con là chưa có đâu ra cho nhiều, cho nên là tôi đã mạnh dạn là đầu tư cái máy bóc lạc và thu mua lạc cho bà con để cho bà con phấn khởi yên tâm sản xuất. Cơ sở sản xuất của tôi là đang còn nhỏ, nhưng mà sau này là tôi cố gắng là phát triển cái thương hiệu của mình ra, lan rộng ra ngoài thị trường để cho bà con là biết đến cái thương hiệu dâu lạc Nguồn Son và yên tâm sử dụng dâu lạc Nguồn Son cho gia đình mình mỗi ngày. Để có thể xây dựng được mô hình chuỗi liên kết, người nông dân cần phải thay đổi tư duy, nhận thức về cách thức sản xuất. Đồng thời, cần có sự quan tâm đúng mức của các cấp, các ngành, nhất là xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 6 năm mùng 7 tháng 9 năm 2018, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 67 đến 90%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 67 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 64 đến 87%. Khu vực thị trấn Quản Hầu mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, trong cơn dông đề phòng có lúc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 64 đến 87%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, trong cơn dông đề phòng có lúc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 64 đến 87%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 đến mùng 8 tháng 9 năm 2018, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trưa chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%.